Xin chào các bạn, lại là mình Mặn đây. Tiếp tục với chuỗi series Kẻ Cắp Mặt Trăng, tập trước Gru đã nhận nuôi 3 đứa trẻ và xem chúng như con ruột của mình. Phần này mình sẽ dẫn các bạn đến hành trình tìm Cruz và cũng là tìm mẹ cho lũ trẻ. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Tại một vùng phủ đầy tuyết trắng, lúc này một trụ sở nghiên cứu ở Bắc Cực đang bị một thứ gì đó có vẻ như là một cái quần què tấn công. Nó hút hết những vật bằng kim loại lên trời, mọi thứ cực kỳ hỗn loạn, những gì còn lại chỉ là những nhà khoa học và những mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt đất. Gru lúc này đang cực kỳ bận rộn, anh đang chuẩn bị một bữa tiệc cho lũ trẻ. Cô hai tăng động thì muốn trở thành một ninja, cô út ngây thơ đang cưỡi trên một con kỳ lân và chiến đấu với con rồng hung ác, nhưng tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của con bé. Đám minions sao có thể bỏ qua việc này được, lại tiếp tục bày trò quậy phá như mọi khi, bọn ngáo này không bao giờ làm ta thất vọng. Gru thì đang tức giận vì bà tiên mà ông mời đến lại không chịu tới, ông yêu cầu đám minions câu giờ để ông nghĩ cách làm như ai cũng bất tử, như mấy ông hay sao mà lôi con nhà người ta ra làm ảo thuật vậy hen. Nhìn kìa, cô tiên đến, mà cô tiên đó không ai khác chính là Gru nhà ta, tuổi thơ của tao đâu trả lại cho tao. Một cô gái khác chạy đến muốn giới thiệu bạn cô ấy cho anh, mà đương nhiên Gru không thích con gái, chắc ổng bơi đuê. Ổng lấy vòi nước xịt thẳng vào mặt con gái người ta nữa mới đau chứ. Ổng dắt chó đi tè mà lại cho tè vườn nhà người khác chứ không phải nhà mình. Đột nhiên một cô gái khác tìm đến, cô tự nhận mình là đặc vụ và mời anh đi cùng. Anh chống trả vô cùng quyết liệt và cuối cùng là bị trích điện cho nằm một đống luôn, bảo đi theo thì lại không nghe, cứ muốn xài vũ lực. Đang mơ màng còn bị cô lái xe tông chúng nữa chứ. May mắn sao trước lúc bị mang đi, hai chú minions phát hiện ra chủ nhân của mình bị bắt cóc, chúng ngay lập tức đuổi theo. Nhưng mà chỉ một anh nhảy được lên xe, còn một anh phải chạy bộ. Tuy là vô số trắc trở nhưng mà hai chú vẫn còn vô tư lắm. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã phát hiện, thắng xe một cái là té đập mặt luôn cho chừa. Họ lái xe băng băng rồi nhảy bà xuống nước luôn. Cô ấy kích hoạt cơ quan, thế là cả chiếc xe đã biến thành tàu ngầm. Hai chú minions thích thú lắm, họ đi đến một chiếc tàu ngầm lớn hơn rất nhiều. Người lãnh đạo ở đây muốn gặp mặt Gru. Ông là người lãnh đạo của liên minh chống ác nhân. Họ đang điều tra một kẻ nào đó đã đánh cắp phòng nghiên cứu ở Bắc Cực. Chúng đang tạo ra một siêu ma túy giúp con nghiện đột biến và hung hăng hơn. Và đương nhiên tổ chức muốn ngăn việc này lại trước khi có chuyện xấu xảy ra, mà người họ có thể trông cậy là Gru, một ác nhân đã từng rất nổi tiếng. À mà chỉ là đã từng thôi nha. Và đương nhiên anh cũng không đồng ý. Giờ anh chỉ muốn ở nhà chăm sóc lũ trẻ và sản xuất kẹo mứt dâu mà thôi. Trước khi rời đi, Lucy đến và giao cho anh một tấm danh thiếp, cô rất muốn được hợp tác cùng anh. Lúc đi thì vui biết bao nhiêu mà khi về thì xui hết chỗ nói. Cả ba trèo trên một chiếc thuyền nhỏ để về nhà. À không, chỉ có mình Gru trèo thôi, còn hai ông nội chỉ đứng cổ vũ. Khi còn nhỏ Gru có tỏ tình một cô bé và đã bị từ chối, thậm chí còn bị tất cả mọi người xa lánh. Từ đó về sau anh không bao giờ thích con gái nữa. Bọn minions cũng rất cực lực làm việc, cả bọn siêng năng hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho mình một kế hoạch thật vĩ đại, là làm ra kẹo mứt dâu. Nhưng mà vị của nó cực kỳ tệ, chua hơn phân mèo có tí thôi. Tiến sĩ thông báo cho anh một tin, ông muốn trở lại là ác nhân. Ông đã tìm được một công việc mới và sẽ rời đi ngay bây giờ. Và giờ là màn chào tạm biệt, cùng nhau bắn 20 quả giấm để chào tạm biệt nào. Mọi người đều rất buồn vì sự ra đi của ông. Mọi chuyện sẽ rất cảm động nếu không thấy được chiếc xe của ông tiến sĩ, cả đấm đợi lâu quá bất lực mà phải rời đi. Tối đó, một hầu gái minions đang dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên bị bắt mất. Ba đứa trẻ đang tìm cách để hẹn hò online cho bố mình. Và đương nhiên Gru không hề thích điều này, người ta nhát gái từ bé mà cứ làm mai chi không biết. Giờ Gru lại muốn làm người tốt và anh sẽ là một điệp viên để bảo vệ trái đất. Anh giả dạng là một người bán bánh đang tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Gru giật mình khi phát hiện Lucy cũng ở đây. Cô ấy biết rất nhiều loại võ và còn biết cả lắc mông nữa. Một minions từ trong bước ra, thế là bị Lucy đập cho một trận mà chưa kịp hiểu gì luôn. Vậy mà không hiểu lý do vì sao mà chú say nắng luôn cả cô nàng, rồi còn mơ mộng về một tình yêu nữa chứ. Trong lúc hai người đang quan sát bên ngoài thì một khách tìm đến. Hắn tự nhận mình là chủ một nhà hàng và muốn đặt bánh cho bữa tiệc sắp tới. Trước khi hắn rời đi, Gru nhận ra được gì đó. Tên này cực kỳ giống với một ác nhân huyền thoại El Macho. Chỉ có điều tên đó đã bị nổ bom chết từ rất lâu rồi. Và hai người họ sẽ đột nhập vào nhà hàng của hắn vào tối nay. Ở nhà đám minions đang quẩy bánh nóc, Gru vào gọi hai đứa đi theo giúp việc, còn hai đứa lên trông lũ trẻ. Sau khi dỗ được bọn trẻ ngủ ngon, hai đứa lại ra ngoài chơi gâu. Bọn họ phát hiện một tiếng động ở ngoài thùng rác, thì ra đó chỉ là một chú mèo. Đang vui thì lại bị một thứ gì đó bắt đi mất. Quay lại với Lucy, họ đang cố gắng lẻn vào nhà hàng của El Macho. Gru vô tình làm rung chuông báo động. Một chú gà xuất hiện, cứ tưởng không sao thì cả hai lại bị chính con gà này tấn công. May mà Lucy kịp thời đóng băng nó. Họ đột nhập vào nhà bếp, Gru bất ngờ phát hiện sau tấm ảnh có cơ quan mật. Mở ra được rồi mới phát hiện đó chỉ là nước sốt salad thôi. Đúng lúc El Macho quay về, hắn đã phát hiện có người đột nhập. May sao hắn vừa chạy vào nhà bếp thì bọn họ cũng kịp thời leo lên trần nhà. Gru lập tức gọi điện cho đồng minh lái xe đến rước. Hai ông thần ga hết tốc lực xông vào trong, mà cái bọn này chỉ biết chạy chứ không biết dừng. Gru và Lucy phải liên tục đuổi theo chiếc xe mãi mà không lên được. Đúng lúc Macho sắp bắt được hai người thì chiếc xe từ đâu bay tới đâm hắn bất tỉnh luôn, nhờ vậy mà họ thoát được.
Sáng hôm sau mấy đứa nhóc hàng xóm phát hiện được một xe bán kem, chưa kịp chạy tới mua thì đã bị bọn Minions giành mất. Không ngờ đây lại là một vụ bắt cóc, cái máu tham ăn trong người thế bị bắt là phải rồi. Bên này bọn họ lại tiếp tục điều tra một cửa tiệm khác, với cách hóa trang như ổng thì tôi chắc chắn không ai phát hiện ra. Chưa kịp tiếp cận thì có một người tưởng thùng rác định đổ nước nóng vào, trong lúc bỏ chạy vô tình mà bị ngã cầu thang mất tiêu. Đúng lúc bọn nhỏ đi chơi phát hiện, chúng còn tưởng bố của mình đang hẹn hò với một bà chị xinh đẹp. Cô út hỏi cô lấy chồng chưa và bảo Gru lấy Lucy luôn, Gru nghe mà muốn đội quần tại chỗ. Trong lúc ba đứa nhỏ đang vui đùa, chị hai bất ngờ bị hút hồn bởi một thằng nhóc khá là bảnh trai, yêu mất rồi. Thế là cả hai đứa hẹn hò luôn, tình yêu của bọn trẻ nhanh thế. Lúc này thì Gru đang đeo một thiết bị dò tìm mà Lucy đưa cho, để đột nhập tiệm hớt tóc trong khi Gru hỏi làm gì có tóc. Anh bắt đầu dùng thắt lưng của mình để dò một vòng mọi thứ trông rất biến thái. Vừa phát hiện có vật khả nghi, thì hai đứa bé chạy lại và thông báo việc chị hai của chúng đang hẹn hò. Gru lập tức đuổi đến để ngăn chặn việc này, thì bất ngờ phát hiện thằng ất ơ sắp cướp con gái ông lại chính là con trai của Elma Châu. Hắn còn hẹn mấy đứa nhỏ ở buổi tiệc sắp tới làm Gru tức điên luôn. Tối đó trong cuộc họp với tổ chức, anh cố tình chỉ ra tên Elma Châu là hung thủ và đặc biệt nhấn mạnh con trai hắn có thể là đồng phạm. Ông yêu cầu bắt hết bọn chúng lại và đương nhiên làm gì có bằng chứng. Tuy là đã tìm được huyết thanh ở tiệm hớt tóc nhưng Gru vẫn chảy cối. Những Minions bị bắt cóc lúc này lại vui vẻ ở một bãi biển và không hề hay biết rằng chúng đang bị theo dõi. Gru nhà ta vẫn chưa hề hay biết vụ này, còn tưởng là bọn này cùng nhau xin nghỉ rồi. Ông còn đòi cắt giảm biên chế ngày nghỉ của người ta nữa chứ. Cô hàng xóm lại tiếp tục đến và làm mai cho ông một cô bạn khác nữa. Lần này Gru đã không thể từ chối nữa rồi, anh không hề thích người này một xíu nào cả. Đúng lúc Lucy cũng tới nhà hàng này, ngay lúc nguy cấp cô đã bắn một mũi thuốc mê cứu anh một bàn thua trông thấy. Thế là hai người bọn họ cùng nhau đưa cô gái đó về nhà, mà đưa về kiểu này không biết về đến nhà còn sống không nữa. Ngay cả lúc dừng xe cũng không được đẹp mắt cho lắm. Tối đó hai người đã cùng ngồi tâm sự với nhau, trước lúc rời đi Lucy trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Gru hôm sau như ngồi ở trên mây, anh vui vẻ nhảy múa và bắt chuyện với tất cả những người mà anh gặp ngoài đường. Tự nhiên dính con tình yêu vào nó khác lắm mọi người ạ. Khi đến được nơi làm việc, anh mới bất ngờ phát hiện tổ chức đã bắt được chủ mưu cho việc này là tên chủ tiệm hớt tóc và nhiệm vụ của Gru đã kết thúc. Lucy cũng được cử đến Úc để làm nhiệm vụ mới, hai người sẽ không có cơ hội được hợp tác chung nữa. Trước khi đi cô còn tặng cho anh một thỏi son tê liệt, cũng là kỷ niệm lần đầu hai người họ gặp nhau. Sáng đi vui vẻ như trên mây thì chiều về buồn bã bấy nhiêu. Sau khi được con gái mình động viên, anh rất muốn gọi và đề nghị hẹn hò với Lucy, nhưng mà ông vẫn không làm được và kết quả là đốt cả chiếc điện thoại luôn. Lúc này lính cứu hỏa Minions đến và phá thôi chứ cứu được cái gì. Hai ổng bị bắt cóc đang thông thả ăn chuối thì bị tiêm huyết thanh vào người và biến thành một quái vật màu tím, nhưng không còn dễ thương nữa. Gru đưa những đứa con của mình đến tham dự bữa tiệc của Elma Châu. Đương nhiên ông không hề muốn thằng nhóc này tiếp cận con gái mình xíu nào. Vừa thất tình vừa bị người ta cướp mất con gái. Đúng lúc ông phát hiện Elma Châu có hành tung không được tốt cho lắm, Gru bắt đầu bám theo thì bất ngờ phát hiện hắn ta bước vào một căn phòng bí mật. Anh cũng muốn vào theo lắm nhưng mà lần nào cũng sai mật khẩu rồi bị ăn hành toàn tập luôn, may sau cuối cùng cũng mở được. Lucy thì vẫn thẫn thờ mà nghĩ về tình yêu của mình. Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh đều biến thành Gru, cô mới biết đâu là tình yêu của mình và quyết định nhảy khỏi máy bay để quay lại tìm anh. Nhưng mà khoan dù đâu, sau khi xuống được tầng hầm anh mới phát hiện chiếc quần què và cả Ma Châu nữa. Mọi kế hoạch đều là của gã ta và thậm chí là mua chuộc luôn cả tiến sĩ cho việc này. Hắn giới thiệu cho anh về nghiên cứu mới của mình, Minions nghiện lòi biến dị với siêu sức mạnh và là một quái vật thật sự. Hắn muốn cùng với Gru thống trị cả thế giới. Gru giả vờ đồng ý và tìm cách chuồn khỏi nó nhanh nhất có thể. Lên đến nơi thấy con gái lúc này cũng đã thất tình, anh kéo cả bọn rời đi và cũng không quên đóng băng thành nhóc đó trước khi rời khỏi. Anh vừa rời đi thì Lucy cũng vừa hay tìm tới, Elma Châu đã phát hiện ra danh tính của cô và bắt cô đi nữa. Tiến sĩ ngay lập tức thông báo việc này cho Gru biết và anh phải nhanh chóng đến để giải cứu Lucy. Lúc này Ma Châu đã có cả một đội quân con nghiện Minions màu tím cho mình, bọn này cực kỳ hung hăng luôn. Một tên đã tìm đến nhà và tấn công bọn nhỏ, không còn cách nào bọn nhỏ phải trốn xuống tầng hầm, không may nó cũng xuống được. Đúng lúc nguy cấp thì tiến sĩ kịp thời tiêm cho một mũi thuốc giải giúp nó trở về bình thường. Ông muốn làm kẻ xấu nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ai động đến gia đình mình. Gru và hai đứa khác đang cải trang để trà trộn vào căn cứ, đến cánh cổng mà không biết mật ngữ nên thôi cứ làm bừa, ai dè cửa cũng mở. Nhưng mà cũng vì cái tính nhây của bốp làm cả bọn bị phát hiện, còn bị dí chạy thục mạng nữa chứ. Họ bị đuổi từ dưới đất lên tận trên mái nhà rồi chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi chứ, cũng chả biết làm sao. Khi đã hết đường chạy họ đã chống trả lại, nhưng quân địch quá đông, may sao tiến sĩ tới kịp, họ đã bắn thuốc giải giúp cả bọn trở về như cũ và giờ là màn giải cứu tình yêu của mình thôi. Gru bắn hạ từng tên một, lúc hết đường lui Elma Châu mới cho Gru thấy Lucy lúc này bị trói trên một đống tên lửa. Chả hiểu con cá mập mắc tội gì mà phải chung số phận với bà, và chỉ cần kích hoạt thì cô sẽ bay màu. May sau một Minions đã kịp bay tới và làm văng cái điều khiển đi mất, không còn cách nào hắn tự dùng huyết thanh cho mình.
Ru chỉ còn cách nhảy khỏi đó. Gã đuổi theo tấn công anh, trong thời khắc nguy cấp anh đã dùng chính thỏi son mà Lucy tặng bắn vào người Macho bất tỉnh luôn. Bọn họ cuối cùng cũng chiến thắng. Lúc Ru đang treo lên tháo dây cho Lucy thì con gà của hắn tìm đến và kích hoạt bộ điều khiển. Trước lúc đâm đầu vào núi lửa, anh còn hỏi cô sẽ hẹn hò với anh chứ, và đương nhiên cô đồng ý. May mà hai người kịp thời nhảy ra trước khi nó phát nổ, cả hai may mắn mà sống sót được. Cuối cùng họ cũng có được một cái đám cưới cho mình, đám trẻ cũng có được một người mẹ cho chúng. Còn bọn Minions này thì thôi khỏi nói, với bọn này nó lạc quan lắm, bất cứ chuyện gì tụi nó cũng không sao cả và họ sống hạnh phúc mãi về sau. Phim đến đây là hết rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.